Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết đánh giá cao những đóng góp của Phật giáo tỉnh Bình Dương đối với sự ổn định và phát triển của đất nước nói chung, địa phương nói riêng. Từ đó mong rằng, chư Tăng Ni Phật tử tiếp tục kế thừa những thành quả mà các bậc tiền bối đã để lại, hoạch định và đưa ra các hoạt động Phật sự kỳ mới, xứng tầm với các tiềm lực sẵn có. Thay mặt Ban Trị sự, Hòa Thượng Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, trân trọng cảm ơn tình cảm mà Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết đã dành cho Phật giáo tỉnh. Dịp này, Hòa Thượng đã thông tin nhiều thành tựu của Phật giáo tỉnh trong nhiệm kỳ qua. Trong đó, công tác từ thiện xã hội là điểm sáng, thể hiện sự đồng hành với địa phương với gần 400 tỷ đồng đã thực hiện.